Tôi muốn nhắc lại cái chuyện bầu cử. Tôi theo dõi thì thấy thứ nhất ông mà Michel Steele khi mà những tuần trước đây á thì chưa thấy bà nói về vấn đề cộng sản, đem cái vấn đề cộng sản ra tố cái ông Jen Chen là đảng dân chủ. Nhưng mà khi mà cái số phiếu bà thấy cái số lượng người mà bầu cho bà tụt xuống dốc thì bà mới đem cái chuyện ông Jen Chen này là gốc từ Trung Hoa qua Đài Loan rồi chạy qua Hồng Kông, rồi gia đình ông từ Hồng Kông đi qua nước Mỹ, thì bố mẹ ông Jen Chen này là người Tàu. Thì bà Michel Steele tố bà là Tàu cộng sản. Rồi nhưng mà ông Jen Chen này ông đi quân đội Hoa Kỳ, ông lên đến chức vụ là đại tá, ông đã phục vụ nước Mỹ này. Một hiện tượng đó là không thể nào mà ông là người cộng sản của Trung Quốc. Nhưng mà bà Michel Steele này á, bà nói là cả cái gia đình ông này là cộng sản, vì ông này có thời kỳ ủng hộ cái chương trình Khổng Tử ở khắp nước Mỹ, viện Khổng Tử. Cái hiện tượng này thì nó cũng đôi khi mình cũng không thể nào là mình nói là do ông làm được, chỉ biết là thời kỳ của ông George Bush con á thì có một cái chương trình người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc họ bỏ một số tiền gần 3.000 tỷ đô la bỏ vào cái ban của nước Mỹ này. Thì đó, trước khi có cái chuyện mà người Trung Quốc bỏ tiền vào cái ban của chính phủ Hoa Kỳ á, thì họ phải có cái sự vận động để mời những chính khách của Trung Quốc, mời chính phủ Trung Quốc qua, họ có những cuộc bàn giao nói chuyện. Thì sau đó ông George Bush ông tuyên bố tất cả các người dân Hoa Kỳ nếu mà muốn mua nhà đều có thể mua nhà cả. Nó tạo ra cái làn sóng ủng hộ của ông George Bush là ai muốn mua nhà đều được chính phủ Mỹ tài trợ đi mua nhà. Mà cái tiền tài trợ mua nhà này là tiền mượn của ông của chính phủ Trung Quốc khi mà họ bỏ tiền vào mua bond ở nước Mỹ này. Trái phiếu quốc gia. Khi mà mua cái trái phiếu quốc gia mà để vào nhà băng á, thì ông George Bush này mới ủng hộ, nói với người dân là bây giờ ai muốn mua nhà cứ đi mua nhà, chính phủ sẽ cho mượn qua cái tiền trái phiếu của người Mỹ, của Trung Quốc họ đầu tư vào Mỹ. Thì đó là cái thời kỳ mà ai cũng mua nhà cả. Và sau này á, 2008 nó có cái chuyện nhà bị nhà băng kéo lại, là vì khi mà sau 5 năm những người dân mà đã mua nhà rồi á, khi mà họ mua họ lấy cái điều kiện là sau 5 năm họ phải xét lại cái tiền interest. Lúc 5 năm trước á thì tiền interest nó coi gần như là tiền lời á, coi như là zero, tức là không có bao nhiêu hết, có thể là 0.5, 0.6 hay là 1 thôi. Nhưng mà sau 5 năm thì nhà băng nó coi lại cái chuyện tiền lời nó tăng lên, thì một số những gia đình nghèo mà công ăn việc làm không đủ khả năng để chứng minh là mình có khả năng trả tiền nhà thì nhà đã bị kéo, không có nhà băng nào họ chịu cho vay tiền để chuyển từ cái mua nhà không có tiền lời qua cái tiền lời. Thành thử ra một số những người bây giờ họ nộp đơn để họ xin mượn cái loan đó để vay tiền đó thì đều bị bác hết. Thì sau 3 tháng tới 5 tháng thì một số những người nghèo á, người lao động họ không có khả năng để chứng minh là họ có tiền mua nhà, thì bắt đầu một số nhà đã bắt để bên đầu bị nhà băng kéo.
thì đó là cái thời kỳ mà kinh tế của Hoa Kỳ nó xuống rất là nhanh chóng. Trở lại cái vấn đề mà ông George Bush đầu năm, mà ông George Bush ông tuyên bố là người dân Hoa Kỳ được quyền mua nhà, đó đó là cái trạng thái lừa đảo của nhà băng khi mà cho người dân Hoa Kỳ đi mua nhà không có tiền lời trong 5 năm đầu, hoặc là tiền lời rất là ít, hoặc là không phải trả tiền lời, chỉ trả tiền hàng tháng thôi, không phải trả tiền lời. Nhưng mà sau 5 năm á, phải tính lại cái chuyện trả tiền lời đó đó, thì một số những người chủ nhân căn nhà khi mà đi mượn tiền lại nhà băng á, thì Không trả lại được. không ai cho vay hết, không cho vay nữa chứ, không muốn nộp đơn mà xin mượn mà không cho vay, Làm vì không mà có không vay. không cho vay á, thì cái tiền lời nó lên 5 chấm, thay vì hồi xưa nó là không phải trả tiền lời, không là zero, nhưng mà sau 5 năm tiền lời nó lên 5 chấm 7 chấm. Có người không có khả năng về cái credit nó kém quá, có thể lên tới 7% lận, 5% 7%, và một số những gia đình Hồi đó tôi mua nhà là 6%. đã bị họ đã bị kéo nhà. Đó là cái tình trạng khổ là như vậy. Thì bây giờ khi mà bà Michelle Steel nhắc lại cái chuyện đó đó, thì thực sự cái vấn đề kinh tế nó xuống, hoặc là cái chuyện mà nhà băng cho mượn tiền nó không dính dáng gì với ông Jen Chen này cả. Nhưng mà họ nhắc lại cái thời kỳ xấu xa đó để chứng tỏ là cái ông này ông đi ông hô hào cái chuyện mà cái tượng Khổng Tử và các nơi giáo dục đem cái văn hóa của Khổng Tử vào cái xã hội Mỹ, và người dân Mỹ họ phải chịu đựng những cái sự tuyên truyền của Trung Quốc, và người dân Mỹ đã lầm khi mà đi mua nhà, và tạo cái hoàn cảnh là 2008 là chính phủ của ông George Bush phải phải bail out những cái nhà băng, từ vì nhiều người không trả tiền nhà nữa, thì nhà băng nó muốn khai bankruptcy rồi. Thì dưới thời của ông George Bush đã bỏ ra 1.000 tỷ đô la, hơn 1.000 tỷ đô la để giúp cho nhà băng khỏi bị bankruptcy. Trở lại cái điều mà ông Jen Chen này, ông ấy tức quá, ông ấy tuyên bố là gia đình của ông qua Mỹ, ông sinh ở Mỹ, ông gia đình ông đi theo cái tập tục của người Mỹ, và ông đã phục vụ cái nước Mỹ bằng cách là ông đã đi lính Mỹ và lên đến cái chức đại tá. Thì cả đời của ông đó là phục vụ nước Mỹ, chứ ông đâu phải phục vụ Trung Quốc đâu. Mà bà Michelle Steel này nói đến cái chuyện là ông ta là một một thành viên của Trung Quốc qua Mỹ để lũng đoạn cái thị trường chính trị của Mỹ. Đó là sau đó thì có khoảng ba ông dân biểu Đảng Dân Chủ cũng ủng hộ ông Jen Chen này. Nhưng mà ngược lại, ông Jen Chen này ông lại tố lại dưới thời kỳ của ông Trump, bà Michelle Steel cũng nằm trong cái cơ cấu hoạt động đi mời những chính khách của Trung Quốc phụ vào những cái chuyện ủng hộ liên danh của ông Trump. Thì đây là cái chiêu trò thực sự, đó cũng là vấn đề là vấn đề là trong thời kỳ mà tranh cử đó, đối với xã hội của Hoa Kỳ á, họ nói sao cũng được, miễn làm sao dân chúng mà nghe tin theo họ thì họ thắng cử. Thì đây là một cái chính trị dựa vào những sự tuyên truyền xảo quyệt, nói dối, nói sai, không đúng vào cái sự thật. Cái này nó không giúp vào cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, khi mà người dân phải lựa chọn ai là một vị đáng được bầu làm đại diện cho họ. Cái hiện tượng này cho chúng ta thấy khi mà ông Putin ông nói cái đám Tây phương ở cái kỷ nguyên này á, toàn là sự dối trá, lừa dối dân, nói sai sự thực. Và phải chăng đây là cái phong tục của người Tây phương, khi mà họ cần ra tranh cử thì họ bất chấp tất cả những sự việc, họ có thể nói dối, xuyên tạc, chụp mũ, họ có quyền nói và
vô tội vạ, không có một cái gì là ảnh hưởng tới cá nhân họ hết. Nếu mà họ nói dân mà tin thì họ được lá phiếu của người dân, thì đây dựa vào cái chính trị, dựa vào cái sự tuyên truyền, không nhìn vào cái sự thực. Nói về vấn đề dân chủ tự do mà không nhìn vào cái sự thực của nó, thì cái sự phát huy dân chủ nó hầu nó trở thành mù mờ, nó không rõ ràng, và có lẽ nó hại cho cái nền dân chủ của nước Mỹ này hơn là cái lá phiếu người dân bầu đúng người mà đúng sự việc chính đáng, để người dân được bầu đó, người dân cử đó có thể nói lên tiếng nói trung thực, hoặc đi tìm những sự kiện trung thực để giải quyết những cái vấn đề trong cái xã hội Hoa Kỳ này, đó là một vấn đề khác nữa. Đó, cái sự dân chủ nói bằng miệng hoặc là sự dân chủ thực sự để đóng góp vào cái nền văn minh cũng như văn hóa, cái sự phát triển của Hoa Kỳ, nó trở thành hai con đường khác nhau, nó không còn là một con đường chính danh nữa. Đó là cái vấn đề chính trị của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Bác Phương có ý kiến? Dạ, thì tôi thấy trong cái việc bầu cử vừa rồi đang diễn ra đây, là cố các ông ứng cử, các ông bà ứng cử vô các cái cấp của chính phủ Hoa Kỳ mà sẽ được bầu cử tới đây, là đều lấy cái lý do này lý do khác để là bảo là người này là cộng sản, người kia là cộng sản, cố tình bôi nhọ thêm cái hình ảnh của những người Việt Nam ở bên này, là người này là cộng sản, người kia là cộng sản, để có hệ thiên về cái đó, đất nước Việt Nam một tí, là bảo là người đó là cộng sản, cố tình bôi xấu cái việc là những người cộng sản đã làm cái gì mà các bảo là xấu, nghĩa là không bầu được, rồi lôi cái vụ mà là ông nhìn cái tập đoàn làm ăn Li Sandwich bên này lên để mà bôi bẩn thêm ra nữa. Thành ra tôi thấy cái làm méo mó cái sự thật ở đây. Chúng tôi đây không phải là những người cộng sản, chúng tôi là những người việc sinh sống bình thường, tới đây vì lý do đoàn tụ gia đình, vì lý do công việc làm ăn ở đâu, là cố lúa thóc tới đâu thì bộ câu nó tới đó thế thôi, chứ còn chẳng có việc chống cộng hay là không chống cộng đối với chúng tôi không thành vấn đề. Thì nó đừng có nêu là những người mà có vẻ là không ủng hộ các ông các bà mà ra ứng cử thì có nghĩa là chúng tôi là cộng sản hay là núp ở dưới cái chiêu bài cộng sản, tay sai làm nó xin lỗi là bảo chúng tôi là tay sai cộng sản, thì chúng tôi là người Việt Nam thì ở trong nước chúng tôi thế nào thì bây giờ chúng tôi cũng là thế nấy thôi, bây giờ chế độ nào chúng tôi là những người dân sống bình thường thì là chúng tôi không có phân biệt gì cả. Nên là đừng có lấy cái lý do này lý do khác rồi nêu lên mấy ông hoàng đế, mấy ông thủ tướng rồi bên này cũng lúc ta la ra các thứ. Thành ra tôi thấy là cái điều đó là đều không nên. Các ông các bà là ứng cử thì cứ việc ứng cử, người nào được phiếu cao thì cứ bảo thôi, cứ lên làm thôi, đâu có ai nếu kéo ai đâu, mà đâu có ai nói xấu gì các ông các bà đâu. Đấy, thành ra tôi thấy cái điều đó là nên hết sức là thận trọng để giữ cái lá phiếu của mình cho các ông các bà. Cứ như thế này là chúng tôi cũng chẳng biết là bầu cử cho ai, cho cái gì cả. Cảm ơn anh Sông Phạm. Mình nói cũng được rồi. Chắc xin chấm dứt cái mặt đàm ngày hôm nay. Không có mặt đàm, mà hội đàm. Hội đàm. Xin mời bác là mai đàm. Chào. Chúng tôi cũng nói rất nhiều và với tất cả cái là lòng chân thành của chúng tôi thì tôi nghĩ rằng cũng đã đầy đủ. Một lần nữa tôi xin chào tạm biệt đồng bào và bà con